Tượng mà của bà chúa xứ là bà Châu Đốc đó nha cả nhà. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thần chủ của 12 con giáp, cũng là tam đa phúc ba lộc thọ, tính đế luôn là 6 mét nha cả nhà. Theo như mình nghĩ đây là pho tượng này cũng phải 5 mét 6 mét đó. Lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Kênh YouTube Ai Thấy Gì Xem Đó xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúc tất cả một ngày mới được nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà một ngôi chùa, đó là Tổ Đình Long Thạnh hay còn gọi là Chùa Long Thạnh, được tọa lạc tại địa chỉ số 1756 Hương Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phía trước cổng tam quan của chùa, cả nhà thấy là hai tầng mái, thì ở trên có hình lưỡng long triều Nhật với chủ đạo là màu vàng và nâu trầm. Phía trước có bức phù điêu hình rồng á, ở trên là có hình bánh xe luân hồi. Giờ mời cả nhà mình sẽ di chuyển vào phía bên trong để mà viếng chùa. Nếu mà mình chia sẻ đến cả nhà thì thấy mến kênh hay có ý nghĩa thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà, để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo. Và khi mình bước vào khuôn viên chùa thì mình sẽ thấy ở đây nè, tôn trí một pho tượng của Đức Phật Thích Ca trong tư thế thiền định, sơn màu vàng. Phía trước có một pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Theo như mình nhìn á, đây là pho tượng có chiều cao là khoảng 4 mét nha. Và tiếp đến nữa đó là một cái tháp thờ tôn pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Một tay cầm bình nước cam lồ, tay bắt ấn, sơn màu xanh, xanh biển. Phía dưới thì cũng có hai, có một pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm luôn, mà phía bên hai có hai pho tượng của Thiện Tài Đồng Tử và Ngọc Nữ nha cả nhà. Với lại pho tượng của chiều cao của Bồ Tát Quan Thế Âm này cũng khoảng 4 mét. Và mời cả nhà mình sẽ di chuyển ra phía sau. Phía sau là đại tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm á. Thì ở đây có một điện thờ có ghi dòng chữ là Chúa Xứ Ngũ Hành. Và phía hai bên đó thì có pho tượng của ông thần tài màu đỏ, áo màu đỏ, cầm nén vàng, một tay vuốt râu bạc. Và đây có thầy, thầy đang vẽ những chữ hoa. Và phía bên đây thì có tôn một pho tượng của thổ địa. Và mời cả nhà mình di chuyển vào phía bên trong để lại bà. Và phía bên trong thì ở phía trên là có tôn pho tượng của bà chúa xứ là bà Châu Đốc. Và phía bên dưới thì có năm pho tượng là của mẹ Ngũ Hành Nương Nương á, là tượng trưng cho năm loại vật chất căn bản hình thành của vũ trụ như kim, thủy, thổ, mộc, hỏa. Và đây là tôn pho tượng của mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Bên đây có ông ngài tượng tóc bạc mà râu bạc luôn, mình cũng không biết vị nào. Và đây những cái lồng á, hai bên tủ kính rất là nhiều. A Di Đà Phật, thầy Quan Hỷ cho con hỏi pho tượng mà ông bận áo vàng vàng ở râu trắng là ngài gì vậy thầy ha? Đó. Ông gì à? Quên mất cái tên ông à. À. Thái Thượng Lão Ông. Thái Thượng Lão Quân. À, Thái Thượng Lão Quân. Dạ. Bên đây là pho tượng áo màu vàng râu trắng là pho tượng của ngài Thái Thượng Lão Quân nha cả nhà. Mình mới hỏi thầy.
và mời cả nhà mình di chuyển ra phía ngoài để mà đi bái Phật. Và tiếp đến thì có một hòn non bộ và một cái bia đá đó có tôn pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, có dòng chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đây là mình thấy là Dược Sư Điện nha cả nhà. Thì ở phía trong có tôn một pho tượng của Phật Dược Sư rất là lớn, với chất liệu là bằng gỗ, một tay cầm cái hồ lô thuốc và một tay thì cầm viên thuốc. Và phía dưới đó thì cũng có 7 pho tượng của Đức Phật Dược Sư cả nhà. Thì Phật Dược Sư thì đều có hạnh nguyện thì rất là lớn, là Phật Dược Sư là ban thuốc trị bệnh thân và tâm của chúng sanh. Ngài thì có 2 danh hiệu quen thuộc là Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Thì Ngài có hạnh nguyện là sẽ phổ độ cho chúng sanh tất cả đó. Thì Ngài tịnh ở thế giới trang nghiêm lưu ly cực lạc. Bổn nguyện Ngài là trị bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sanh, cứu khổ chúng sanh ra khỏi khổ đau. Phía dưới thì có 7 pho tượng của Thất Phật Dược Sư và có 12 pho tượng của Thập Nhị Thời Thần, là hoặc là gọi là thần chủ của 12 con giáp, cũng là 12 vị thần đại dược so tướng trong pháp hội Dược Sư. Và phía bên góc trái này là nhà Vãng Sanh Đường, thì ở ngoài phía trước có tôn một pho tượng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đá nha, một tay cầm tích trượng, một tay cầm viên minh châu sáng rực. Phía trong thì cũng tôn những pho tượng của Địa Tạng. Và những linh cốt thì cả nhà đều biết là Vãng Sanh Đường rồi ha. Ngài Địa Tạng thì sẽ cứu khổ cho những vong linh á, sau khi qua đời á, để mà thấy ánh sáng để trở về với Phật Pháp, thoát khỏi u minh á. Ngài thì có hạnh nguyện rất là lớn. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài là một trong 6 vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Bắc Tông. Ngài thì đại từ đại bi, độ thế rất rộng lớn, với lời thề nguyện: địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận chứng Bồ Đề. Mình sẽ mời cả nhà để di chuyển vào bên trong chánh điện. Thì có quý thầy đang gắm hoa. Về cái thành thứ tư thì màu thiên thành nguyên cầu là... Và phía trước ở chánh điện cả nhà thì mỗi hai bên đó thì có tôn 2 pho tượng của Tứ Đại Thiên Vương. Đó, hai bên, hai pho bên trái, hai pho bên phải, hai pho. Và trước khi mình vào chánh điện thì ở đây mình thấy có một cái bàn thờ đó. Rồi mời cả nhà mình sẽ di chuyển ra phía bên trong. Khi mình di chuyển vào phía bên trong thì một bàn thờ rất là trang nghiêm. Phía trên thì có pho tượng của Phật Thích Ca trong tư thế thiền định trên tòa sen. Phía tầng dưới cũng vậy, tới tiếp theo là Phật Di Đà và Phật Di Lạc và 7 pho tượng của Thất Phật Dược Sư như Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Băng Thù Siêu Lợi Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và có 2 vị thị giả hầu bên Đức Phật là Ngài Ca Diếp và Ngài A Nan. Thì điện Phật là bài trí rất là trang nghiêm.
Tất cả pho tượng đều sơn màu vàng. Chánh điện thì có hệ thống cột kèo, mái ngói, hoành phi, bao lam. Và đó, đây là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nè cả nhà. Và đối xứng thì có một gian thờ, thờ pho tượng của Đức Phật Đản Sanh và ngài Hộ Pháp, hai bên là Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ. Và ở phía chính giữa đó thì pho tượng rất là lớn của ngài Hộ Pháp. Tất cả ở trong chánh điện cả nhà thì có tất cả là 23 pho tượng cổ nha cả nhà. Và kế tiếp gian bên phải thì có tôn pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm ở phía trên cao đó cả nhà. Và phía dưới cũng có một pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và đây là có tôn Thập Bát La Hán, tượng của Thập Bát La Hán là 9 tượng. Ở đây phía đây là 5 tượng. Như tượng Bạc Đà La, Giới Bắc Già, A Nan Tôn Giả, Na Già Bạc, Phạt La Thất Đa La. Ở đây là 4 pho tượng Nặc Cửu La, Già Nặc Già Bạc, La Già Na, Tân Đầu Lô. Tiếp theo đây là thấy là có một đại hồng chung rất là lớn. Đây là năm 2010 nha cả nhà, Phật lịch thì 2554. Và mời cả nhà mình sẽ di chuyển qua bên phía cánh trái của chánh điện. Và phía trái thì cũng có bên giữa chánh điện thì cũng có tôn pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm ở phía trên. Và phía dưới là một pho tượng của ngài Đạt Ma Sư Tổ, hay còn gọi là Bồ Đề Đạt Ma. Và bên đây thì cũng có tôn pho tượng, 9 pho tượng của Thập Bát La Hán. Bên đây thì 4 pho Phạt Na Ba Tư, Nhân Yết Đà, Ma Ha Ca Diếp và Lý Già. Rồi tiếp là pho tượng Quán Thế Âm. Và tiếp là 5 pho tượng của Thập Bát La Hán: Châu Lợi Bàn Đạo, Châu Lợi Bàn Đặc, Bán Thác Già, La Hầu La, A Tư Đa, Tô Tân Đà. Phía sau đây thì mình thấy có tôn ba pho tượng Tam Đa Phúc Ba Lộc Thọ nha. Được sơn phủ màu vàng đó. Và tiếp theo thì có một sân thiên tịnh để cân bằng ánh sáng á, lưu thông không khí á. Bàn thờ á, có tôn một pho tượng á. Ở phía trên thì có 2 pho tượng là của ngài Ngọc Hoàng Đại Đế và Diêu Trì Kim Mẫu á cả nhà. Rồi tiếp theo thì pho tượng của Quan Thế Âm Long Đầu ngồi trên đầu rồng sơn màu vàng. Và phía dưới tôn pho tượng của Phật Mẫu Chuẩn Đề luôn, đều sơn màu vàng. Và tiếp theo á, hai bên trái và phải á, thì có thờ á, gian thờ á, thì của Thập Điện Diên Vương. Đây là Ngũ Điện Biến Thành Vương, Tứ Điện là Ngũ Quang Diêm, Tam Điện là Tinh Tống Đế, Nhị Điện là Sơn Giang Vương, Nhất Điện là Tần Quảng Vương. Và tiếp thì có một gian thờ, thờ pho tượng của Quan Thánh Đế Quân nha cả nhà, hay còn gọi là Quan Công. Và một tay cầm cuốn sách, một tay vuốt râu, cũng đều sơn màu vàng luôn. Và phía ở đây chính giữa khuôn viên chùa, đối diện với lại chánh điện thì có tôn một pho tượng của Đức Phật A Di Đà với chất liệu là bằng đá màu trắng.
có chiều cao á là 4 mét, nếu mà tính đế luôn là 6 mét. Một tay duỗi xuống, tay cầm hoa sen, phía dưới có hai pho tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, thì được gọi là Tây Phương Tam Thánh hay là Tây Phương Tam Thánh Thế Giới Cực Lạc á. Thì một tay duỗi xuống thì ngài sẽ tiếp dẫn cho tất cả chúng sanh để về thế giới Tây Phương của ngài. Và phía trước thì cũng có một hồ sen á, nhân tạo á, còn núi giả sơn thôi, rồi hồ sen đồ bèo, và đối xứng với pho tượng của Phật A Di Đà thì ở đây có tô một pho tượng của ngài Đức Phật Thích Ca đó, một công trình giống như là tái hiện á, là nơi vườn Lộc Uyển á, vườn Nai á, mà Đức Phật Thích Ca giảng bài pháp đầu tiên cho năm anh em vị đại sĩ Kiều Trần Như nghe bài pháp đầu tiên, đó là pháp Tứ Diệu Đế nha cả nhà, đó tại vườn Lộc Nai á, vườn Lộc Uyển á, vườn Nai. Và phía trước có hai hình rồng uốn lượn khắc rất là tinh xảo, hoa sen bằng đá màu trắng. Và tiếp đây là tôn ba pho tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Và tới tiếp là công trình của ngài Đức Phật Đản Sanh, đứng trên bảy đó sen là bước lên mà bằng đá chất liệu Hoàng Hậu Ma Gia, các vị chư tiên. Và phía đây thì có tôn một pho tượng của ngài Phật Di Lặc ngồi cả nhà, rất là lớn ha. Phía xung quanh có những chú tiểu được sơn màu vàng hết. Theo như mình nghĩ ở đây là pho tượng này cũng phải 5 mét 6 mét đó, khoảng đó đó. Giả đồng á, sơn giả đồng á. Ở đây có một pho tượng của Phật Di Lặc luôn. Phật Di Lặc thì cả nhà tất cả các nhà đều biết rồi ha, miệng cười hoan hỷ ha, cái bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười hỷ xả xả những điều khó xả của thế gian. Đó. Kế tiếp là công trình á, tôn pho tượng của Đức Phật Thích Ca là nhập Niết Bàn, và pho tượng Đản Sanh. Phía trên là để tháp chuông, phía dưới là miếu thờ Quan Thế Quân. Phía trước có tôn pho tượng của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm, và tôn pho tượng của ngài Quan Thánh Đế Quân á, thì một tay vuốt râu, một tay cầm cuốn sách. Thì Quan Thánh Đế Quân hay còn gọi là Quan Công, thì ông sinh năm 160, mất năm 219. Ông là người Sơn Tây, kết nghĩa với Lưu Bị, lập nên nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Phía hai bên là có hai pho tượng của ngài Quan Bình và Châu Sương. Thì ngài Quan Bình là con của ngài Quan Thánh Đế Quân, một đang đứng thì cái tay có cầm ấn là Pháp Thọ Đình Hầu, đứng hầu. Và đây là có con ngựa xích thố của ngài Quan Thánh Đế Quân. Và trong khuôn viên chùa thì có bố trí 18 vị Phật La Hán Bồ Tát đều bằng đá hết, và vị hộ pháp cũng hai vị bằng pho tượng bằng đá hết, bố trí xung quanh khuôn viên chùa trước chánh điện. Lịch sử của tổ đình Long Thạnh là vị tổ khai sơn chùa Long Thạnh là tổ Đạt Trí Tâm, thuộc đời thứ 36, là đệ tử của tổ Phật Ý, thuộc phái Thiền Lâm Tế, dòng Đạo Bổn Nguyện truyền thừa theo bài kệ Đạo Bổn Nguyện Thanh Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, Linh Nguyện Quảng Nhuận Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chơn Đăng Vạn Cổ Huyền. Tổ đình Long Thạnh thì theo được khởi lập vào đầu thế kỷ thứ 18 dưới triều vua Lê Cảnh Hưng, cách nay gần 300 năm tuổi, do thiền sư Tổ Đạt Chí Tâm thuộc đời xứ 36 thì khai sơn vào năm 1740 năm Canh Nhần, thì vào Nam xuất gia thành đạo là đệ tử của thiền sư Phật Ý Linh Nhạc. Từ cuối thế kỷ thứ 18, chùa Tổ Đình Long Thạnh đã trở thành một cơ sở Phật học, một trung tâm hoằng pháp danh tiếng ở Nam Kỳ lục tỉnh, thu hút nhiều tăng sĩ và Phật tử đến tu học. Năm 1945 thì chùa bị hư hỏng nặng, sau đó được xây dựng
đơn sơ và chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu. Thì vào năm 2005 á, chùa được xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố. Kể từ khi Tổ Chí Tâm từ Phú Xuân á, là Huế á, vân du vào Đồng Nai, hóa duyên hành đạo, rồi xuôi thuyền theo dòng sông Bến Nghé đến vùng sông nước Bà Hôm. Ngài ngắm nhìn cảnh đồng xanh bát ngát, sông nước hữu tình, rồi lên bờ thả bộ theo con lộ, phát hiện ra thế đất xây dựng ngôi Già Lam, đặt tên là Long Thạnh, với ý nguyện là ngàn đời sau nơi đây Phật Pháp luôn hưng thạnh. Quả đúng theo ý nguyện của Tổ. Tính đến nay, năm 2012, chùa Long Thạnh đã được 272 năm và trải qua 8 đời trụ trì, và hiện nay là trụ trì thứ 9, là vị chư tổ sư từ khi khai sơn cho đến hiện đại đều xuất sắc trong việc vận dụng giáo lý Phật Đà, tích cực nhập thế và truyền thừa đạo mạch của Như Lai, góp phần tô điểm thêm trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam. Và cũng xin chia sẻ thêm với cả nhà như vậy. Và khuôn viên chùa hai bên hông có trang trí rất là nhiều cây hoa trang cả nhà, cây kiển. Và đây từ bên hông chánh điện thì mình bước ra nè, cả nhà thấy không? Có ở đây là Quan Âm Lộ Thiên nha cả nhà, có tôn hai pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Một pho tượng thì đứng trên đầu rồng, gọi là Long Đầu Quán Thế Âm, với chất liệu là bằng đá. Phía trước thì một pho tượng bằng thạch cao á, thì Quán Thế Âm sơn màu xanh. Và phía dưới có hai pho tượng của Thiện Tài Đồng Tử và Ngọc Nữ. Phía sau là ngọn núi Giả Sơn. Cả nhà. Có một cái bia đá là chùa Tổ Đình Long Thạnh. Và đây chùa có tôn một pho tượng giống như là Ngài Mục Kiền Liên vậy. Một bọc chú tiểu cầm cái chổi quét. Và một cái bia đá là chùa Tổ Đình Long Thạnh. Và mình thấy có dòng chữ là Phật. Niệm Phật một niệm, phước sanh vô lượng. Lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Nãy giờ mình cũng đi trong khuôn viên chùa và đi chánh điện để mà bái Phật. Chia sẻ đến cho cả nhà mình có dịp mà đến quận Bình Tân này để mà viếng ngôi chùa. Nếu mà cả nhà xem video có ý nghĩa đó, đăng ký kênh ủng hộ mình. Và cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian xem video, và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.